Tập hôm nay thì mục tiêu của tôi sẽ là tiến hóa con Ivysaur này lên thành một con Venusaur. Và để tiến hóa thì chúng ta sẽ cần phải cày level cho nó, cày như một thằng điên. Và để cày như một thằng điên thì tôi sẽ cần phải đánh với mấy con level cao, hoặc là tôi sẽ dùng con này để vả nhau với mấy con level thấp. Ủa sao mình nói chuyện hề vốn người ta. Ok, bỏ qua đi. Thì tôi bây giờ tôi sẽ vả chích cũ con Tangrowth này. Rồi con gấu này thì nó có một số skill khá là thú vị, ví dụ như là High House Horsepower, cái gì nè, mã lực cao, bulldog, động đất và double x là cái đéo gì nè, hai cạnh à. Ok, thì với con chim này thì chúng ta sẽ tiếp tục cho một chiêu Aslat, thì đó là chiêu duy nhất hợp lý. Rồi, rất là nó có một cái chiêu pha gọi là siêu hiệu quả. Và thêm một cú nữa. Ok, Ivysaur đã lên level 20 và con Excalibur này level 46 cũng cao. Ê, nó còn sống nha. Quấn này được giáp luôn, hay. Ô chào chú. Chú làm gì ở đó vậy? Học ok này như màu rồi. Một con Lyron. Và muốn bắt con Lyron này thì chúng ta sẽ còn dùng con nào đây? Usanula không biết nó đập chết không ta? Một chiêu slap đi. Một cú nhẹ, hít nhẹ nhàng thôi. Vút ve nhẹ nhàng. À, hơi nhẹ ha. Thôi, bulldog. Rồi xong nhẹ, mạnh quá. Rồi nó đi vào dĩa vãn rồi. Chúng ta hãy quên nó đi, coi như chúng ta chưa làm gì cả. Ok, để có bạn hip hop. À không, nó là hop hip. Này thì hop hip. Ta sẽ quấn cho nó hip hop. Gazon Mittermai level 44 là một thứ hợp lý. À, là một combo common hợp lý để chúng ta có thể farm level. Bulldog. Nó có protect. Rồi này thì protect nữa đi. Ok, lập luôn đi. Ở đây có một bạn Airbox. Một bạn Airbox thì ở đây chúng ta có một bạn gấu và một bạn gấu và một bạn rắn. Cộng lại chúng ta sẽ có một bạn gì? Tôi đã biết. Ok thì tôi nghĩ là nếu mà chúng ta cứ vòng vòng ở cái ao làng như này thì nó sẽ không được thú vị cho lắm. Nên là tại sao chúng ta không đi xa xa ra tí? Tí ao làng nhiều khi cũng vui chứ. Tí. What's up bro? Hey girl. Oh, chào người đẹp. Em đi đâu vậy? Anh đứng đây từ chiều. Thôi, giờ chưa đủ. Tôi chưa đủ trình quýnh con này anh em ạ. Chưa đủ trình thì con quất thôi. Chưa đủ trình chứ không phải chưa đủ tuổi đâu mà sợ đi tù, đúng không? Chết mẹ. Bây giờ không đi tù mà xuống địa rồi. Thôi, bye. Tớ đi đây. Khoan, thử một chiêu xem. Thôi, tớ đi đây. Tớ đi đây. Không mà lời đây nguy hiểm quá. Bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi ao làng và đi tìm khám phá thế giới mới. Chúng ta có một con gì đó khá là to ở đây. Đây là một con Villebloom. Nó là Villebloom hay là Villebloom hay là Villebloom đây. Tên nó khó đọc hay là do tôi non anh em? Holy fucking bullshit. Đây thốn nha. Cũng như thốn. Oh má. Chim, không sao hết. Chim có Aslat. Chim lo được tất. Chim cân hết. Ok, chim đã cân. Rồi, đây nó cho mình block này. Hay. Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay, rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi. Ê, tôi mới nhớ ra là tôi có con chim mà tại sao tôi lại đi bộ. Hơi sai. Ok, giờ chuẩn rồi á. Bay lên trên bầu trời nào, mình cùng bay lên trên cuộc đời nào, mình cùng bay lên cao, bay lên cao, bay lên cao. Rồi cái Rockford Forest này nó sẽ có cái gì? Nó có chó. Hello chó, ăn xương không chó? Nhìn hàm răng này chắc ăn cả người không chứ ăn xương đéo gì. Tôi nghĩ là con Ivysaur của tôi có thể cân được con này mà không cần phải dùng đến con kia. Ok. À không, đéo cân được anh em ạ. Tôi nghĩ lại rồi. Ok, bước đó. Rồi. Chúng ta sẽ lén lút. Từ đằng sau. Đây là một bạn level 55. Chào bạn. Cậu ơi, nhìn quần cậu hơi lỏng. Để tớ tháo ra. Để tớ mặc lại giùm chó. Ok, tôi thề với các cán bộ là từ giờ trở về sau tôi sẽ không có những hành vi biến thái như vậy nữa. Rồi, chúng ta đã chuyển từ hành vi biến thái sang hành vi bạo lực. Rất là thành công. Ở đây có một bạn chim. Có con chim này nhỏ hơn con chim của mình nè anh em.
xa để chờ về. Hello anh công an, cho em hỏi là anh đang săn lùng tội phạm, anh săn ai mà anh đứng ở đây giữa đồng không mong quạnh không có ai hết vậy anh? Đừng nói anh săn em nha. Em mới sạm sỡ con Pokemon thôi chứ em chưa có làm gì hết đó, anh đừng có bắt em thề. Ok. Purugly, một con mèo. Con mèo này nhìn hơi béo, thôi để đập cho nó bớt béo lại. Ok, nó ốp này rồi. Rồi, ok. Đó. Đấy, anh em có biết một cái gọi là một cái lợi thế của việc ốm không? Đó là chúng ta không nặng người khiêng. Nhanh thế nhỉ? Tôi nghĩ là nó sẽ lâu lâu một tí để cho cái video này dài dài. Mà tôi không ngờ là nó nhanh như vậy. Tôi có nên tiến hóa luôn mấy con còn lại không ta? Không, chắc không, nó vừa lại làm một hồi thì nó nhai, thành ra nhây. Đã đến lúc phải lôi chim ra bay rồi. Bay đi chim, tìm thế giới mới đi chim. Đúng rồi, con chim của ta, hãy tung cánh, hãy bay lên, chứ đừng cúi xuống, hãy ngẩng cao đầu, đúng rồi, hãy ngẩng cao đầu như mỗi sáng thứ hai chào cờ. Hãy tự hào vì là một con dân của đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, thấy nhân văn của ta, để kênh tôi nói nhân văn, tôi cảm giác không quen anh em ơi. Chết mẹ sau một hồi ra biển rồi ta. Với Deep Ocean, liệu một hồi nữa tôi có gặp Kaiwi không ta? Biết đâu tự nhiên một hồi thấy Kaiwi hiện lên. Hay ví dụ như bây giờ tôi quăng cái rìu này xuống thì liệu có ông bụt nào hiện lên xong hỏi cái rìu này có phải của mày hay không? Tôi tự hỏi không biết nếu mà quăng xuống thì liệu con Kaiwi có chở ông bụt lên không? Tôi càng ngày tôi càng hỏi xăm lo người ta. Dưới đây tôi chắc thử là dưới đây có gì không? Má sao nó nhiều trái cây vậy? Ở dưới đây, à đây rồi, anh đã mất em một lần, anh sẽ không mất em lần hai. Trừ khi em tự chạy. Tôi tin là con Golem này sẽ không đủ mạnh để đám chết cũ với con Lyron này cho nên là chắc ổn. Ủa, có vẻ như không ổn lắm nha. Con này nó hay trốn quá, nó ngại ngùng, nó thích trốn. Tôi sẽ cần phải nhẹ tay với nó. Tôi sử dụng một số quả bóng mà tôi có thôi xem. Ví dụ như Lerbon. Tôi còn một quả Ultra Ball này. Ô, thêm con này. Là bao nhiêu? 56. Ui, level 56 à? Được. Mà chắc con này nó sẽ không chạy đâu. Nhưng con kia nhát quá. Do. Ê, ok, nó còn sống. Vô, con mẹ mày. Vô, đúng rồi, hay lắm. Ngoan, rồi, còn mày. Rồi mày. Với cường quyền là đấng của thế giới này, tao tuyên bố tao tử hình mày tại đây. Ok. Tử hình thành công. Ồ, thêm con nữa hả? Ồ, con mẹ nó thêm con nữa hay là con này hiện hồn vậy? Ồ, shit, nó thế giới này thật đáng sợ. Hi, thỏ. Con gì nó cũng có thể bị tận về con gấu. Tôi cảm giác tôi chơi cái này xong tôi thành người Nga mày luôn anh em. Toàn nói gấu với gấu à. Một hồi nữa tôi uống vodka với con gấu anh em cũng đừng có thắc mắc tại sao nha. Người ơi, sao người lại bay? Ô, người bay thấp cho tôi được chạm người. Ô, người có cái gì dài dài thế? Cho tôi chạm vào được không? Tao nói nhớt nhợt vậy. Lù, sao hòn đảo to mà không có ai hết vậy? Lù. À đây, có một con Sui nữa. Ok, và đây rồi. Ủa, con này to ấy. Mà tính ra con Ivysaur của tôi to phết nhờ anh em. Tôi giờ tôi mới để ý. Tại đó giờ tôi nhét chung với con quái vật trong quần tôi nên là tôi cũng không để ý cái kích thước của nó, tại nó không có gì khác biệt hết á. Con quái vật nó to quá nên lấn át hết rồi. Bỏ chiều vai VIP đi nha. Vậy là chúng ta đã có một con Venusaur để mình có thể nấp bụi chỉ súng ra ngoài làm xe tăng. Thì video của mình đến đây là hết. Là nếu anh em thích video này và thích cái trình độ chém gió 11/12 của mình thì ok. Tôi định nói gì quên rồi ba. Hãy bấm like cho video này và đừng quên để lại một comment. Có thể là khi tôi hát hay cái gì đó là chẳng hạn. Ok, và hẹn gặp lại anh em ở một clip khác. Có con gấu mẹ sau lưng tôi kìa.